Chào lại tất cả những anh em từng giao lưu mua bán ở bên mình nha. Chúc sức khỏe tất cả anh em hết nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một con máy một con máy xới. Thì anh em nhìn con máy xới này thì anh em cũng biết rồi đó, cũng nhiều cái clip mình đưa lên rồi đó. Nhiều clip đưa lên á, là mình giới thiệu, nói chung là hình dáng thì nó cũng tương đối nó giống nhau hết, nó chỉ hơi nhỏ hoặc là lớn chút thôi, nhưng mà đều có chức năng thì nó cũng gần giống nhau, nó gần chứ nó không tuyệt đối giống nhau. Có con nó thiết kế cái hệ thống số, hệ thống như tùy tùy theo đời, cho nên là anh em trong khi mình quay thì anh em nhớ để ý chi tiết con máy coi nó có phù hợp với công việc của anh em không. Rồi lúc đó thì hả theo dõi cho kỹ đi, lúc đó hả chốt nó không muộn. Còn anh em mình nói luôn cho anh em, lúc mà thấy con máy ưng ý rồi đó thì anh em mình có để số Zalo, kết nối Zalo trên màn hình, hoặc là gọi thẳng cái số đó và bằng điện thoại luôn cũng vẫn được. Nó muốn cho nhanh hơn, muốn cho rõ ràng, nói chuyện cho nó không có bị gián đoạn á, thì gọi sim thì cũng được, mà gọi Zalo cũng được, nếu mà mạng anh cái đường nét của anh em nó tốt. Đó. Rồi mình sẽ báo giá chi tiết rõ ràng từng cái con máy, nó giao tận nơi cho anh em luôn, là chọn gói cho anh em. Đó, rồi anh em thấy được thì anh em thấy thấy hợp lý thì anh em chốt. Nhưng mà mình thì nói trước, mình không có nói nhiều cái phần này nữa, thì anh em cứ cái mua bán thì mình cũng mong muốn là anh em sáng suốt để lựa chọn một con máy cho nó phù hợp nhất cho mình. Rồi tới mình chắc chắn mình phù hợp rồi á, mình hả gọi điện thoại hay là hả chốt đó. Cho nên chứ mình đừng 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 nên vội rồi chốt, rồi một hồi chốt, rồi một hồi không lấy, hồi lấy á, thì cái đó làm vừa mất thời gian cho cả hai người hết. Nhưng mà cái sự tin tưởng lẫn nhau lúc đó là nó không còn nữa, nói chung cái uy tín nó sẽ mất đi. Thì thôi bây giờ mình không nói nhiều cái phần đó nữa, nói nhiều thì nó cũng không hay, cho nên ai cũng người lớn hết thì cũng biết rồi, chứ mình nói nhiều quá nhiều khi nó nhiều anh em tự ái thì rồi cũng không có hay. Thôi mình chỉ nói sơ thì anh em cũng hiểu là cũng có nếu có đăng ký xem bên mình đó thì có theo dõi thì cũng cũng nghe mình nói cái phần này nhiều rồi, thì anh em cố gắng cho nó tốt ha. Anh em mình cùng nhau là hợp tác cho nó vui, cho nó tốt hơn. Rồi bây giờ nói phần chính, cái con máy này, con máy này là con máy vừa xới đất vừa lên luống. Nó hai chức năng, mình sẽ giới thiệu chức năng từ từ, bắt đầu từ đầu máy. Máy này là của động cơ này là của hãng Yanma OHV, thì anh em OHV thì anh em biết rồi đó, máy đời mới đó. Con máy này OHV GA220, có nghĩa là nó quay qua đây, và cái tem mạc zin của nó vẫn còn đây đó. Là nó là 7 công suất, tối đa nó là 7.7, đúng không? 7.7 là 7.7 đây, còn công suất bình thường nó là 5.5. Thì nói chung là con máy này là 7.7, 7.7 mình kể cho chẳng là 7.5 cũng được. Đó là công suất rất mạnh. Nói chung là con máy này anh em sử dụng cho nếu mà cái dòng máy xới mini thì anh em sử dụng cho tất cả những loại đất đều được hết. Nó tại vì con cái sức máy của con này là nó hoạt động là rất mạnh rồi.
nó không có kén cái đất nào hết, nó thừa sức nó. Nếu anh em sử dụng con máy này thì anh em biết rồi đó, thì nó nếu mà nó dư sức thì nó rất bền, cái gì cũng vậy, nó dư thì nó máy nó hoạt động nó thoải mái, giống như con người ta mình làm việc mà nó khỏe thì nó sẽ sống thọ hơn, mình sẽ người mình sẽ thọ hơn thôi nè. À, còn con máy này lúc anh em xới đất á, thì nó có ba cái rãnh bu ly đây nè, hai cái rãnh trong là cái tua chậm, có nghĩa là cái lưỡi xới nó quay chậm nè, lưỡi xới nó quay chậm, anh em cứ căng đây nè, chậm là lên đây, cái rãnh đây là con rùa nè, nó vẽ hình con rùa, còn bên đây còn anh em tăng qua đây thì nó sẽ hạ cái này xuống, nó sẽ hạ dây này dùng lại rồi, nó không có ăn với cái dây này, nó sẽ ăn với dây phía ngoài, là cái tua nó lẹ lên là nó qua bên đây là thỏ nè, cái hình thỏ đây không biết anh em có thấy rõ không nè, hình thỏ đây, đồ bãi thì nó mờ chứ nó không có được như đồ mới thì vậy đó, nó hình đồ tem rồi nó mờ, nhưng nó mờ chứ nó sáng hơn đồ của đồ mới nhiều. Nói chung là nếu mà đồ bãi nó chất lượng thì nó ngon hơn đồ mới nhiều, đồ mới bây giờ thì anh em biết rồi đó, đồ nó sản xuất đa số là đồ của Tàu, đồ của Trung Quốc, thì đó mình nói vậy thôi, còn cái chuyện mà anh em thích cái đồ gì thì anh em cứ mua đồ đó, chứ mình không có dám mà liên can hay là không muốn bàn luận về cái phần đó. Còn con máy này là mình đã kiểm tra rất kỹ hết mọi chi tiết đó. Còn cái phần đây tiếp tục cái phần số đây, số đây là anh em vô nè, nó là một số lùi ba số tiến, nói vậy là anh em biết rồi, một số lùi ba số tiến là đây nó bốn khớp nè, một số lùi ba số tiến thì hồi mình nói hồi mình sẽ vô chi tiết cho anh em xem. Còn con máy này chuyển hướng quay đầu luôn nha anh em, chuyển hướng quay đầu luôn, anh thì chuyển hướng anh em biết rồi đó, bóp bên nào thì bên đó đứng, bánh bên đó đứng. Còn cái tay này, cái tay này là cái tay mình cũng không có cần sử dụng tới nhiều, thay vì mình nói đơn giản nè, thay vì anh em muốn ngừng lại hai bánh thì anh em bóp luôn hai cái thì nó sẽ ngừng lại, còn lúc mà anh em sử dụng cái này anh em gạt qua thì anh em chỉ cần bóp một tay thôi là nó bắt dưới cái chốt dưới này nè, nó đưa qua thì anh em bóp một cái thì nó sẽ đứng hai bánh luôn, anh em hiểu nó vậy đó. Đó anh em thấy không, đó nói đơn giản thôi, nhưng mà cái đó cũng không quan trọng, là mà anh em muốn dùng thì dùng, dùng chức năng đó thì dùng. Còn cái này là phần cũng như mấy cái máy kia thôi, anh em đưa ra vậy thì nó cái bánh nó đi, lưỡi nó không đi, ngắt lưỡi, phần ngắt lưỡi. Còn mình đo cái kích cỡ của cái bánh trước đây, anh em nếu mà đưa ra rộng hết cỡ thì nó khoảng là 60 đó, chỗ này là 50 nè, nó vẫn còn đây, anh em quay vô, quay cái trục này vô, quay cái bánh ngược lại thì nó sẽ ra được bên một khoảng 5 phân nữa, thì nó 60, 60 dài vô cho tới, nó khép vô cho tới là nói chung là 40, 40 hay là 45 tùy theo, mà khép hết cỡ là nó sẽ được 35, nó đa số cái dòng máy này là vậy, là 3 tấc rưỡi, nó khép hết cỡ là được 3 tấc rưỡi. Còn cái lưỡi nó đây, mình sẽ đo cái lưỡi nó cho anh em xem. Còn cái phần bánh này, cái chân này là mình muốn cao thấp thì cái đó tùy mình nha anh em, cái đó là xới cạn xới sâu gì đó, thì đó điều đó anh em biết. Còn này là cái phần lưỡi zin của nó nè, lưỡi zin của nó anh em thấy còn rất, cũng rất, nói chung là nó chưa bị mòn. Còn cái phần nước sơn thì nó chốc chốc thì kệ nó đi, nó quan trọng nè, đạn đạn đồ chưa lắc nó zin toàn bộ hết. Còn mình nói trước với anh em ha, máy xới bãi thì không tránh khỏi là ở đây nó bị chốc sơn, nó bị đen chốc sơn chứ không phải là mục nha, nó thẳng ra là không có mục, nhưng mà mình tút lại ở phần dưới này, một là cho nó chống vỉ sét cho anh em luôn,
Nó hay là coi nó được con máy thôi, chứ không phải là nó đồ nó mục mọt gì đâu. Nó mình nói trước, nhiều khi anh em đừng có, nói chung là mình không có mánh lới hay là không có cái gì hết, mình cái gì mình nói thẳng cái đó. Nói chung làm ăn nó vừa với nhau thì mua bán thôi, chứ không không có không phải lừa dối gì mà nhiều anh em không có không có hiểu biết, không có mấy những người không có văn hóa lên nói xàm nói bậy này kia. Nếu mà nói mình nghe được á, nói mình cảm thấy vui á, thì nói chung là làm cái gì á, mình thấy nó đúng lương tâm thì cứ làm. Còn cái lưỡi bề ngang nó đây, cái bề ngang đó mình đo chính xác cho anh em, của lưỡi zin của nó, bề ngang của nó là khoảng 45 đây, nó tới đầu lưỡi này, nói chung là khoảng bốn, nó 4 tấc rưỡi đó. Nó cái đa số là cái dòng nào cũng vậy hết, nó tầm khoảng đó thôi, 4 tấc rưỡi 5 tấc. Còn con máy này với công suất con máy nó đạt mà 7 ngựa rưỡi như vậy á, thì anh em lưỡi zin á thì anh em thì thoải mái để chế chiếc, nói chung là để muốn cho nó dài ra nữa hay là muốn độ cách nào cũng 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 được hết rồi. Tại vì con máy nó đã thừa sức, còn lưỡi zin nó là nó đã như vậy. Còn mà tạc luống anh em lưu ý, mình cũng nói nhiều rồi, tạc luống thì anh em muốn tiết kiệm thời gian hay là gì, anh em về muốn làm lưỡi như ý mình thì làm, còn nếu mà không muốn làm thì cứ để y như vậy, quay cái lưỡi ngược ra hết. Nó quay cánh nó hướng ra đó, giống như cánh quạt gió, nó hướng nó thổi ra thì tắt đất nó tung ra, sắp lưỡi tháo ốc thấy sắp lưỡi quay chiều ra hết. Còn này là đang chế độ xới, lưỡi này đang chế độ xới, anh em muốn tháo bớt lưỡi ra cho nó gọn cái đường đi mình đó, trong khi tạc luống thì cũng vẫn được. Cái này tháo ra bên nó có khớp đây nè, bên kia cũng vậy, tháo bớt ra. Anh em nhìn cho kỹ ha, tháo ra thì nó còn khoảng, nói chung là anh em tháo ra thì nó còn khoảng khoảng 3 tấc, còn để luôn thì nó 4 tấc rưỡi. Còn mình lưu ý cái chỗ này, có những anh em làm rất hiệu quả, lưỡi thì vẫn là lưỡi dày, nhưng mà anh em muốn cho đất nó tạc nó hiệu quả hơn, nó hút nhiều hơn á, thì người ta sẽ ngay đây nè, cái lưỡi mà đây này, người ta sẽ đưa sắt, người ta hàn theo cái chỗ này, đưa sắt ra cho, nói chung là cho bài bán nó dày ra đó, anh em hiểu không? Hiện tại thì nó đây nó tầm khoảng 3 phân, người ta có thể người ta kẹp theo cái lưng này nè, là nó ra khoảng 6 phân 7 phân gì đó tùy đó, mình cứ uống theo vậy. Nói chung là cho nó cái bề bản nó to, nó quạt đất ra, nó vừa sạch mà vừa nhanh đó. Cái đó thì nó hiệu quả mà nó đỡ tốn chi phí nhất. Cái đó thì anh em về anh em tự làm tự hàn thêm, còn anh em muốn để luôn đó, thấy được thì để luôn cũng vẫn được chứ không sao hết. Cái đó là mình đỡ phải mua cái bộ lưỡi tạc đó. Còn còn anh em mà có nhu cầu hay là cái gì đó thì cứ gọi nói cho mình trao đổi qua cái phần điện thoại đó. Còn cái này nè, cái này thì mình sẽ nói với anh em rõ cái phần này luôn. Cái này là thí dụ như cái bánh đi nè anh em á, anh đi thí dụ anh em muốn đi thí mấy cái này, nó cái này cái phần số tăng cường, anh em muốn thí dụ số 1 mà nó chậm, còn số 2 thì nó quá lẹ, mình nói ví dụ thôi, là anh em sẽ sử dụng cái cần này thì nó sẽ thành như là nó số 1 nó tăng hơn một chút đó. Nói vậy chắc anh em hiểu, nó giống như là cái dạng nửa số đó, mình gọi cho nó có nghĩa là mình đi số 1 thì nó chậm, mà số 2 thì nó lẹ, nó quá lẹ. Cái ý mình muốn cho nó nằm ở khoảng giữa thì mình sử dụng cái cần này đó. Còn cái này vừa quay đầu mà vừa vừa chỉnh được cái cao thấp luôn nè anh em, không bóp cái này anh em cứ đưa cái này cao thấp trong tầm tay mình được, đồng thời là mình xây chuyển chuyển đầu qua được nè. Anh em muốn xây qua bên nào thuận tiện đó anh em xây.
À, thấy không, chuyển qua được hết đó, anh em quay thì nhớ mấy cọng dây này nha, nè nó hay vướng vậy nè đó, quay mình phải để ý mấy cái quay mình để ý mấy cái cọng dây cho nó an toàn, cọng dây để nó vô tình nó đứt hay là nó ấy thì nó không hay đó. Nói chung là anh em cứ cứ làm sao cho nó quay nó tốt nhất là được, quay đảo ra sao luôn nha anh em, mình chỉ điển hình vậy thì anh em hiểu rồi đó. À, nó sẽ đưa ra ngoài sao luôn, nó đưa hết ra sao luôn, nó dán dây lên đưa đó. Rồi tới đâu anh em buông xuống là nó sẽ dính đó, như vậy nó dính nè, tại vì nó có mấy cái khớp lỗ đây đó. Quay đầu lúc mà anh em mà chuyển, lúc mà anh em mà muốn lên luống á, lúc anh em muốn lên luống á thì anh em nhớ lưu ý cái chỗ này, anh em lên luống á thì anh em phải quay đầu ngược lại đi lùi, nghe đi đi lùi là lúc đó lên tốc độ lẹ, lưỡi nó lẹ anh em biết rồi đó, lưỡi nó quay tốc độ lẹ thì nó tạt đất ra, mình xới xong á mình lên luống nó sẽ tạt đất ra. Con máy này thì nói chung là nó thiết kế thì nó khá là tiện lợi cho công việc, còn mình muốn làm rờ mọt hay gì đó mình kéo mình tháo, có thể tháo rời cái đuôi ra được đó. Cái chỗ tháo rời cái đuôi đó mình tháo rút cái hộp sên này ra thì mình chỉ rút cái chốt ra thôi, thì nó là nó thì nó như vậy, cho nên anh em mà lưu ý cái chỗ đó. Cái gì anh? Rồi bây giờ tiếp tục thì mình sẽ khởi động máy cho anh em xem nè. Nè, cái máy nó đầy đủ, có cái nắp đậy lại luôn nha, nhưng mà tại vì hồi nãy giờ mình quay ra cho anh em xem chi tiết ở trong luôn, tại vì cái tính mình là vậy, phải cho nó rõ ràng chứ, nó đậy lại hết, nó bảo vệ dây hết đó, có đầy đủ hết, nhưng mà đều chút xíu là mình xong mình sẽ gắn vô nguyên co rồi mình sẽ quay vòng một cái cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ khởi động máy, còn có gì không hiểu thì anh em cứ cứ gọi mình sẽ nói tiếp trong cái trong điện thoại, trong Zalo gì cũng được. Giờ mình khởi động máy nè, mình quên đó, cái này là cái công tắc, còn cái ga này ga tay thôi, giờ mình không sử dụng, mình sử dụng cái ga trên của máy, cái này ga tay mình làm tay thôi. Giờ nó có thiết kế ga tay để sử dụng cho cái chuyện khác, cho nên cái này không có giờ không có liên quan gì nữa hết nè. Anh em mở lên vậy ha, này nghe chữ on nè, là đang mở. Nói chung cái này máy này thiết kế cũng khá hay, là mình mở on lên nó vừa mở xăng mà nó vừa mở khóa luôn. Còn anh em đưa xuống đây nè, đó, nè, đó, anh em dặn xuống đây, đó, là nó phá xăng. Còn anh em đưa giữ xuống vậy một chút xíu, nghe lóc cốc á, lóc cốc của cái công tắc phá đó, là nó sẽ tắt máy xong anh em buông ra thì nó sẽ phá xăng luôn. Còn anh em đưa lên đây, nó làm cái cốc như vậy. Anh em không có sợ nó gãy, cứ 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 đưa lên đây, tại ở trong nó làm nhựa đàn hồi ở trong đó. 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 Vậy là mở đó. Cho nó thiết kế chung vừa phá, mình nếu mà mình tắt máy là mình sẽ phá xăng luôn. Rồi, mình sẽ khởi động máy cho anh em. Con máy này nó chạy rất là ngon, chạy như con máy mới. Nói chung là chất lượng thì mình kiểm tra rất kỹ rồi, anh em cứ an tâm, tuyệt đối con máy này rất rất là ngon, máy đời mới luôn đó. Anh em nghe tiếng máy nó chạy rất là mượt không, không nghe một tiếng dấp, không nghe tiếng nào sực hết nè. Mình sẽ khởi động cho anh em xem, mình khởi động đầu tiên mình khởi động cái bánh đi trước nè. Nè, anh em đưa qua đây vô số rồi thì anh em sẽ đẩy cái này, tại ở đây mình đi chậm thôi nha. À, đây mình đi chậm thôi đó, cái lưỡi nó còn dính ở đây, nó còn đụng đây, nó còn đụng với cái dè
đó, mình đi chậm thôi, nó mình đại khái thôi chứ chỗ không có rộng, chỗ này lùi lại nè, đó lùi đó, chậm từ từ cho anh em thấy, đó mình chạy ra lăng ti thôi nghe. À mình thử mình vô số cái này là hồi nãy là số 1 lùi, số 1 với số lùi, còn giờ số 2 nè, nó sẽ nhanh hơn nè. Anh em thấy không? Còn anh em muốn nhanh nữa thì đưa qua bên đây nè là nó nhanh nữa, nó rất nhanh, không kịp đâu. Đó. Thôi giờ mình lùi lại. Là rồi mình sẽ quay đầu chuyển hướng cho anh em xem. Chạy tới. Nè. Anh em bóp ha, lúc quay đầu thì nhớ bóp, bóp cái này. Đó. Muốn lái thì phải bóp cái này mới lái được, còn không bóp thì nó sẽ không lái được. Đó. Quay đầu rất là trơn tru. Anh em thấy không? Đó. Còn em để vậy là không quay nè, thấy không, anh thấy không, nó cứng cứng lại không có thể quay được đâu, bóp là nó mới quay được mà đó. Đó, nó là như vậy, để mình lùi lại chút xíu, lùi lại chút xíu mình vô số 3 cho anh em xem, nó rất lẹ nè, số 3 nó nằm đây, số 3 nằm đây, đúng ra nó có số nhưng mà không biết nó chốc ở đâu hết rồi nè, anh em thấy không, đi rất lẹ. Cái này thì dùng máy này thì dùng để xài rồi, nó nhiều cái chức năng lắm, rất ngon. Còn vỏ lốp thì anh em thấy nó còn mới, nó còn nguyên, còn đồ bãi thì anh em biết cái chất lượng của nó ra sao rồi đó, anh em khỏi cần bàn về cái nhóm ga lên. Máy này ga tự động nó chạy rất tốt, nói chung là nó phóng rất lẹ, cái ga tự động nó rất nhạy. Còn đồ bãi nãy mình nói lại nè, tắt máy nha, đó anh em cứ giữ đây đi. À, rồi nó tắt hẳn, anh em buông ra. Để mình giật lại cho anh em xem. Máy rất nhạy, nói chung là dòng máy OHV mà nó đạt tới cái ngựa này thì khó nói. Nó qua tua là chạy thôi. Nó tiện lợi có một cái là mình phá xăng, mình tắt máy là nó phá xăng luôn, không sợ xăng nó dò dỉ. Còn đồ bãi thì anh em thừa biết á. Là đồ bãi thì nó là người ta xài đồ bãi là người ta chỉ cần cái chất lượng, cái chất lượng là nó trên hết, chứ không phải là ta cần cái đẹp. Còn nếu cần cái đẹp là người ta đi tìm kiếm mua cái máy mới rồi, chứ không có ai mà đi xài đồ bãi. Cho nên là những anh em mà đi tìm mua đồ bãi mà tìm máy mà nó như máy mới á, nó là chắc chắn là nó không có. Nhưng mà nếu mà có đi chăng nữa thì anh em chắc chắn là mua con máy đó, máy của Trung Quốc thì mình chắc chắn cái điều đó. Cho nên là nếu mà anh em nào mà có ý định đó, tìm con máy 100% nó như máy mới đó, thì thôi đi tìm chỗ khác, cái chỗ mình không có, mình thật sự mình nói khỏi khỏi hỏi mắc công. Với lại là anh em cứ cứ so đo cái giá, mình phải biết cái giá trị của con máy đó là gì, nó chỉ hợp lý thôi chứ nó không phải là cái giá mà rẻ khỏi rẻ mà không ngờ được đó. Thì anh em nào có từng mua bán trên mạng đó, thì anh em biết đó. Từng mua bán ở trên Shopee hay là Lazada gì đó, những cái trang bán trực tuyến của người ta đó. Đó, anh em vô thấy cái món đồ quá ưng ý mà sao nó bán có mấy chục ngàn, tới chừng đó về đem về là mình coi là không phải cái đó. Cho nên thì mình nói đơn giản vậy, cho nên là không có cái gì mà nó không gì mà nó rẻ, mà cái kiểu mà rẻ mà mình không tưởng tượng được á, thì anh em lưu ý cái chỗ đó. Chắc cũng anh em cũng nào những người ham rẻ chắc cũng từng bị
bị cái đó, mua về bỏ chứ không phải xài được đâu. Còn thôi, mình tóm tắt lại con máy này anh em cứ xem cho kỹ. Và lộn, mình sẽ vô tốc độ nhanh cho lưỡi nó quay nhanh cho anh em xem này. Nãy mình cũng sơ ý cái đó. Mở khóa lên. Nè. Mình sẽ lên tốc độ nhanh. Mình cho cái số no cho bánh nó không đi, chỉ cái lưỡi nó quay thôi, anh em xem. Đây. Anh em thấy không? Nó quay rất lẹ. Anh em nghĩ nó quay như cái trong trống như vậy đó, thì đất đất nào mà nó không lên. Đó, rất lẹ. À, lúc đó là mình quay đầu mình vô số lùi lại mình tạt luôn. Còn cái phần số cái phần tăng cường nè, để mình xem, để mình khiển cái phần cái tăng cường cho anh em xem. Nè, ví dụ như vậy, nó đi chậm như vậy anh em tăng lên đó, nó chậm nữa đó, thấy không, để lùi lại cho. Vô trong là con rùa nè, là nó chậm nè, anh em muốn lẹ chút đó, thì ra đây đó, anh em thấy nó lẹ hơn chút không, nó lẹ hơn một chút thôi, như mình nói là nửa số đó, chứ không phải là lẹ như lẹ một số, có nghĩa là mình có nói cái phần đó rồi đó. Rồi anh em nào thấy hợp lý con máy này thì cứ alo sớm cho mình, chốt con máy, ai alo sớm thì mình sẽ chốt con máy để cho anh em, mình sẽ báo giá tận nơi, anh em thấy hợp lý thì lúc đó thì quyết định lấy, quyết định cho nó chắc chắn cho mình nè. Mình ráp cái này vô cho anh em xem nguyên cái con máy nó luôn. Nhiều khi anh em coi có một khúc nói ủa sao cái máy nó không có cái nắp mà đậy bảo vệ dây cu do. Đây. Anh em thấy không? Nó quay vòng vòng cho tổng quan cái con máy luôn. Mình làm cái gì nói chung ra chịu khó, mình cũng chịu khó là tốn thời gian ra cho anh em cho nó kỹ, cho anh em xem cái con máy đó, nó phù hợp cho mình, nó phù hợp cho công việc của mình. Đó, còn anh em cũng là cố gắng, nói chung là cùng nhau để cố gắng chốt cho nó chính xác cho mình. Mình nói đâu phải ra đó, chứ không không nên mà ăn nói nó sổ sàng, hay là nó tự mình làm mất giá trị của mình. Anh em cứ xem cho nó rõ là toàn bộ con máy nó như vậy. Rồi sớm giờ mình cũng quên đo kích cỡ nữa. Đây nè, đo nhanh cho, tại vì kết thúc cái kích cỡ nó thì nó cao là khoảng 80 nè, 8 tấc rưỡi, 9 tấc đi, tính tới cái đầu này là 9 tấc, tính cái đỉnh này 9 tấc, thì bề ngang đó thì anh em biết cái bánh nó bao nhiêu rồi đó, là 6 tấc rồi đó. Đó. Còn mình tính cái mình đó, đo cái mình đó đây là nó 1,2 m, nó luôn cái dàn xế 1,2 m, còn luôn cái tay đó, luôn cái tay nó là 1,6 m, 1,5 m, 1,6 m thì nó tầm khoảng 3 tấc, nó dài hơn cái tay, dài hơn khoảng 3 tấc. Rồi thì mình cũng đo cũng 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 đã tương đối là giới thiệu kỹ cho anh em, thì chúc anh em chọn ra được cái con máy ưng ý nhất cho mình, cho công việc nó được suôn sẻ hơn. Rồi anh em cứ nghiên cứu ha, cứ xem tới xem lui đi rồi hả chốt cũng không muộn. Còn anh em nào thấy quyết định con máy đó chắc chắn đã hợp rồi thì anh em gọi ngay, để còn con máy
như ý của anh em đó. Thôi chào tạm biệt anh em, chúc anh em có một ngày vui vẻ, gia đình luôn hạnh phúc.